nó cho em cái lực căng dây là nhiêu niu, 5.000 niu lực căng dây. Vậy cái lực này là 5.000 niu nha. Cái lực màu đỏ nè, 5.000 niu. Vậy em tính cái đoạn EO dùm này đi. Góc này là 60. Để cho nha. Mình sẽ có cái đoạn EO chia cho 5.000 niu. Nó sẽ bằng sin cos. Đối hay là kề? EO là đối hay kề? EO đối, như là sin. Như vậy EO là 5.000 niu nhân sin 60 coi nhiêu niu. Hai nghìn rưỡi căn 3 niu, đúng không? Bấm thôi. Đúng không? 2.500 căn 3 newton. Như vậy em sẽ có cái trọng lực gịch nguyên cái này xuống là bằng 4 lần EO, là bằng 4 nhân 2.500 căn 3 là 10.000 căn 3 newton. Là cái trọng lực gịch xuống. Mà cái trọng lực gịch xuống này nè, nó sẽ bằng cái trọng lực của cái khung cộng cho cái trọng lực của cái xe. Hai này cộng lại sẽ ra tổng trọng lực gịch xuống. Như vậy em muốn tính trọng lực của cái xe, em lấy tổng trọng lực của tổng trừ trọng lực cái khung, là ra 10.000 căn 3 trừ lại cho trọng lực cái khung 2.000, coi ra nhiêu. Hình như ra 15.000 mấy niu á. Đúng không? 15.320 niu. Và nó gần nhất với câu A. 15.320 newton. Phẩy là ngàn đó, phẩy không phải là chấm đâu nha. Phẩy ví dụ 3.200 là 3.200. Thuật ngữ cái toán